Xin chào anh em, mình quay cho anh em xem cảnh lưới rút ngày bủa lưới nha anh em. Mình quay cận cảnh rõ nét cho anh em xem để nó mô phỏng được hết toàn cảnh của một chiếc ghe lưới rút đánh lưới nha anh em ơi. Video mình đang quay là quay ở tại Bình Ba nha anh em, quay tại Cam Ranh, ngồi cửa nhỏ của Bình Ba, cửa nhỏ Cam Ranh. Đấy, cận cảnh lưới rút ngày bủa lưới. Lưới rút ngày thì nó bủa lưới, cái hình thức của lưới rút ngày nó khác hơn lưới rút quay đêm một xíu nha anh em. Đó, mình hay quay cái cảnh lưới rút ngày đánh lưới và có một hai người xuống gọi là dũng mé anh em, xuống dũng mé để chặn cái đầu cá nó khỏi đi ra khỏi đầu mé trước khi mà chúng ta đánh lưới vừa may vừa mía. Rút ngày này của rút ngày Ninh Thuận anh em ơi, có ký hiệu chữ NT, cho nên là những cái video mà quay lên là rất là nhiều khán giả ở bên nước ngoài hay thắc mắc hỏi là một hai người ở dưới đập nước đó là để làm gì, cho nên là họ rất là hay thắc mắc các cái tình tiết như vậy. Và khi vừa mé đó, ở trên đó, có một người họ ném gọi là hòn đá mé anh em, họ ném cái hòn đá đó xuống để họ tạo cái âm thanh với bọt nước á, đã chặn con cá nó khỏi ra khỏi tùng mé. Cho nên là rất là nhiều khán giả xem những cái video mà mình hay quay, mình hay quay về cái cách đánh lưới của lưới rút ngày, rất là nhiều anh chị thắc mắc ha. Mình quay cận cảnh của cái cách mà người ta dũng mé với là cái anh ở trên anh ném cái hòn đá dũng á xuống ở trước ngay chỗ đầu mé. Mình quay cận cảnh đó cho anh em xem. Thêm một người nhảy xuống dũng mé nữa nè anh em. Thì anh em nghe cái từ lưới rút ngày thì có nghĩa là lưới rút này chỉ đánh ban ngày thôi, và đặc thù là chỉ đánh được cái con cá nổi. Cá nổi thì họ mới đánh lưới được. Nhìn cái cảnh mà hai người ở dưới dũng mé, thêm hai người ở trên ném đá nữa, mình thấy cái hòn đá mà ném cộng thêm người ở dưới nó sát sát nhau nhìn rất là nguy hiểm. Đó, lưới rút thì đi mấy chiếc lưới rút ngày này đi khoảng tầm 5-6 người, ghe này thì đi 6-8 người. 6 người ở trên ghe, một anh thuyền trưởng nữa 7. Hai người ở dưới nước nữa 9. Ghe này tính là đi đông quá nha. Ghe nhỏ mà đi đông anh em. Rút ngày Phú Yên bây giờ đi 5-6 người, 6-7 người là gọi là đông rồi. Bởi vì đặc thù mấy chiếc rút ngày này đâu phải rút ngày lớn anh em. Không phải có những chiếc rút ngày nhưng mà đi khơi nha anh em. Đi ở các cái vùng biên á, gọi là rút ngày mà đi theo cá cây á. Thì mình giải thích về rút ngày đi cá cây thì nó sẽ hơi rắc rối một tí xíu. Cái đặc thù của lưới rút ngày là cái chiều sâu của lưới là nó rất là ít anh em, cho nên là nó đánh là chủ yếu đánh chặn cá, rồi đến khi con cá nó nổi nó chịu ở trên mặt nước á đó, hoặc là nó chịu lần lần ở cái tầng nước nổi á, thì chúng ta sẽ bao được cá và rút tấm đẩy lại. Còn cái lưới rút đêm á là nó sẽ đánh trùm và bao hẳn cá luôn ở các chiều nổi lẫn chiều sâu đó, nó khác với cái lưới rút ngày ha. Nói chung là cái lưới rút đêm là một cái hình thức lưới quay rất là hiện đại đó. Còn cái lưới rút ngày thì ở trên ghe của lưới rút ngày là hầu như là không trang bị bất cứ những cái thiết bị nào gọi là
dò ké hay là những cái thiết bị gọi là radar hay là dò nước đồ gì hết anh em. Đó, họ chỉ có những cái thiết bị nghe nhìn bộ đàm hoặc là ống nhòm rồi vậy thôi. Bởi vì cái phương pháp mà tìm ké của lưới rút ngay là chủ yếu chúng ta quan sát bằng mắt thường là chính. Đó. Không có sử dụng các thiết bị hỗ trợ tìm ké và dò ké nha anh em. Tới thời điểm bây giờ thì đa phần theo cảm nhận của Bình và theo Bình được biết thì cái ngờ lưới rút ngay bây giờ nó cũng gọi là hầu như là nó cũng người ta đã bỏ và ít làm lại rồi anh em. Đó, ngày xưa khoảng tầm 10 năm trở về trước thì cái ngờ lưới rút ngay gọi là một cái ngờ rất là thịnh, và thời điểm đó là cái ngờ lưới quay đêm nó còn chưa phát triển mạnh. Thì cái ngờ lưới rút ngay cũng được đánh giá là một cái ngờ lưới quay lớn. Thì tuy nhiên những năm gần đây thì những cái ngờ lưới quay đêm, những cái ngờ trong đèn á, lưới quay trong đèn thì họ đi những cái vùng rất là khơi xa. Cho nên là cái việc mà để đánh những cái con cá nổi ở trong cái tầm lộng như thế này là hầu như là nó gần như là bị kiệt vợ anh em. Thì lúc trước á, người ta làm cái ngờ lưới rút ngay tầm lộng như thế này á, là họ chờ con cá nổi, gọi là con cá khách đó anh em. Nó từ những cái vùng khơi nó sẽ theo cái dòng nước nó sẽ ốp vào ở trong lồng. Còn bây giờ những cái ngờ lưới rút lớn á, thì họ đã ra khai thác ở các cái tầm khơi, họ chặn đầu, họ đánh ở những cái vùng điểm cá, và những cái mía ké nó đang theo cái nguồn nước nó ốp vào trong bờ thì họ đánh ở những cái tầm đó hết. Cho nên là những cái chiếc rút ngay ở cái tầm lộng mà khai thác như bây giờ nó rất là ít, hầu như là rất là hiếm. Mà thậm chí mình đi một cái đoạn đường biển mà dài tới 100 mấy chục lý là hầu như là gần 200 cây số, mà rất là hiếm khi mà thấy được cái một vài lón ké nổi. Thì đó là Bình nói theo cái cách quan sát của Bình và cùng với một số thành viên ở trên tàu, họ cũng từng đi đánh bắt cái ngờ lưới rút ngay. Thì tuy nhiên những cái người mà chuyên môn khai thác cái ngờ lưới rút ngay á, thì cái sự quan sát con cá nổi của họ thì họ sẽ chuyên nghiệp và gọi là lanh mắt hơn mình. Đó. Anh em thấy là họ rút hai cái sợi dây túm, gọi là sợi dây, hai sợi dây phen á, để túm cái lường lưới lại. Đó, rút hồi nãy giờ chưa xong nè. Còn hai thành viên mà nhảy đập nước từ nãy tới giờ, múa lửa ở dưới nước từ nãy tới giờ đó, là vừa tạo ra âm thanh bọt nước và vừa cầm gương lặn anh em, đeo gương lặn vô để quan sát cái con cá nó có nằm ở trong lưới không. Đó. Đặc thù cái ngờ lưới rút này rất là khác anh em thấy không? Rồi rút lên nhỏ lưới anh em ơi. Có vẻ như là không có được ké nha anh em, kéo luôn cái bù mé lên luôn rồi. Thì mình quay cho anh em xem á, thì mình quay luôn cái cách thức, cái hình thức, rồi cái sự hấp dẫn trong bộ lưới, chứ không hẳn là một cái giác lưới nào mình quay là nó cũng quay là để người ta đánh đạt ké nha anh em. Nhiều khi cả ngày bủa mấy giác lưới á, chỉ đạt ké một lần thôi, có khi là đi mấy ngày cũng chưa bủa được ké luôn. Cho nên là anh em xem cái video của Bình á, thì Bình không hẳn là tìm những cái video mà nó được màu hay là được màu theo cách gọi của biển, gọi là được ké anh em.
nhiều khi cái tình tiết nó không có được ké, nhưng mà cái sự hấp dẫn trong bủa lưới rồi cái cách làm việc của anh em trên tàu này kia thì mình mô phỏng lại cho rất nhiều anh em xem trên kênh của mình ha. Đánh không được ké, nhìn mấy anh em trên tàu rất là buồn, anh em thấy không, cảm giác rất là buồn, nhìn người nào người nấy cảm giác sủi lơ hết cả một ngày làm việc. Giờ ánh mắt ai cũng nhìn xe xăm.